Xin kính chào quý vị và các bạn. Gần một tuần trở lại đây, mỗi sáng tại vùng biển các huyện Quảng Xương, Hoàng Hóa và thành phố Sầm Sơn thuộc Thanh Hóa có hàng trăm thuyền bè cập bờ. Chỉ sau vài giờ quăng lưới cách bờ khoảng 10 đến 20 hải lý, ngư dân đã đánh bắt được từ 1 đến 2 tạ cá, thu về cả tiền triệu mỗi ngày. Thời tiết trong hôm nay thì vẫn tương đối thuận lợi cho bà con đánh bắt. Dự báo là mưa vài nơi, trong ngày thì trời vẫn sẽ có nắng, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km. Gió cấp 3, cấp 4 và độ cao sóng thấp dưới 2,5 m. Từ chiều và đêm mai thì sóng gió cũng sẽ mạnh dần lên, gây bất lợi cho tàu thuyền hoạt động. Ngoài khơi khu vực quanh huyện đảo Hoàng Sa thì gió khoảng cấp 4, cấp 5. Trong ngày thì trời sẽ có nắng, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km. Trong khi đó, khu vực vùng biển từ Bình Định xuống đến Cà Mau, lưu ý gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động và sóng cao từ 2 đến 4 m. Với huyện đảo Trường Sa thì trời có mưa dông lốc xoáy, gió cấp 5. Riêng tại khu vực vùng biển phía Tây thì gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trên đất liền Trung Bộ, trước khi không khí lạnh tăng cường xuống vào ngày mai, thì trưa và chiều nay nhiều nơi tạnh giáo và có nắng. Nhiệt độ tại Thanh Hóa và Vinh chung mức nhiệt 22 độ, còn từ Đồng Hới xuống đến Phan Thiết nhiệt độ cao hơn 25-30 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục mang đến những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin tiếp theo.